Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bistergy đây, và chào mọi người đã quay trở lại với cái story mà Bistergy chơi URF này nè mọi. Thì hiện nay mình đang có mặt ở trên server BB nha, cùng với URF mới được cập nhật ở bên đây nha mọi. Tầm vài ngày rồi thì mình sẽ cố gắng mình làm video URF này để cho anh em xem những cái mới nhất nha, và cũng như là những cập nhật mới nhất từ bên server này nha anh em ơi. Từ ui hôm nay sao cô đặt hộp nhiều thế. Ui trời ơi, tóc biến định bắn cái thứ tư anh em ơi mà không được rồi. Sida đấy nhờ. Thì nếu như anh em chưa biết thì URF này nó để đưa lại cũng như là thoảng sơ khai luôn anh em ạ. Đó chính là anh em có thể cắm tròn được luôn. Đấy, đây là cái tiết mục mà mình rất là thích trong URF, đó chính là cắm tròn. Ghét con nào, cắm con đó, thích con nào thì chơi con đó. Đây là cái mình thích nhất trong URF. Thì đây là nó đúng đưa và thở sơ khai luôn khi mà từ khi URF nó mới ra luôn em ơi. Đấy, nhưng mà mình thích. Ok, thì rất nhiều anh em hỏi là chừng nào mới cập nhập về server Việt Nam. Thì mình xin trả lời luôn, đó là phiên bản 10.10 nha. Thì nếu như không nhầm thì tuần sau thì sẽ có URF về Việt Nam anh em ơi. Mà không biết nhà phát hành Ghana có cập nhập hay không thì mình không biết nha anh em. Nhưng mà bên Riot họ nói là phiên bản 10.10 là sẽ được cập nhập về Việt Nam. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi con Zin này và cùng với Beedle là One Stock ở trong đây. Là một bắn là một mạng đó, anh em tin không? Trong URF cái gì anh em không tin thì anh em bắt buộc là phải tin. Tại vì có những điều mà trong URF nó không thể xảy ra ở ngoài đời được anh em ạ. Đấy, lên tới đến luôn. Tí nữa tôi lên đồi xong tôi bắn một phát chết một thằng này. Combo đi đâu giải luôn anh em ạ. Zihin với Senna luôn này. Giỡn này. Bắn vì từ từ chết này nè. Ui, tóc biến bắn quái này mơi. Ui mà vẫn chết. Nhìn dễ thế. Còn trong Zin trong URF này lâm phép cũng khá là mạnh nha em ơi. Nếu mà anh em chơi lại Zin với lại Senna nó có một chơi chết luôn anh em ơi. Ôi W chuẩn đó nhờ. Thì chơi bên này nó hơi bị delay một chút anh em, nhưng mà chơi quen thì cũng không có sao hết. Với cái lượng binh là 200 mấy thôi. Mình W 2 cái nữa. Ơ một cái nè, W một cái trúng nè. Ui một cái nữa chết anh em ơi. Ui quá tuyệt vời anh em ơi. Bắt phát bắt chúng là đây chứ đâu nữa. Cosplay cái chiêu R của cánh linh luôn. Bắn chắc chắn là chầm chầm chúng luôn chứ đùa. Vậy được cái là đi với ông Senna này. Ổng có chiêu có máu khá là phê với lại có chiêu chói anh em ơi. Tăng tỷ lệ mình bắn chúng khá là cao. Nhưng mà ông April ổng lên cấp 3 thì khá là khó để bắn chúng á. Đấy, khó chịu chưa? Cái con Sona này, trong URF bị nép rất là nhiều rồi anh em ơi, nên cũng không có sợ lắm. Hồi máu cũng không cao, đam cũng không nhiều. Senna sợ hồi máu còn nhiều hơn con Sona này nữa anh em ơi. Nhưng mà nếu nó bắn quy vô mình thôi, nếu bắn quy vô nó thì con Sona này hơi bị cấu rồi nhá. Ui, lọn quá đêm ơi. Ôi tóc biến rồi. Mất tóc biến rồi. Mày con nợ này. Xin nhá. Tuyệt vời. Ok, và nếu như anh em nào thích video này hãy đừng quên để lại một like ủng hộ mình nha. Bấm đăng ký cũng như là bấm chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đang trên kênh hàng ngày nha anh em ơi. Thank you rất nhiều. Thì anh em nào mà muốn mình chơi con gì trong URF thì hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Tại vì trong URF này đã được cắm chọn trở lại nha anh em ơi. Xin ai về đi em ơi. Mua đồ đã 3.500 tiền anh em. Ủa cho tôi về cái 3.500 tiền chắc tôi về tôi mua cái vô cực được luôn quá. Thì mình đang mang cái bản ngọc đó chính là thu thập hắc ám nha. Thì tí vào lay thì mình chỉ cần một quy hoặc là một đánh thường hay là một mạng anh em ơi. Cái thằng Sona là không cho tao về. Chạy giá đi mày. Hay rồi. Chạy giá đó mày. Tóc biến rồi. Tuyệt vời bạn ơi. Nhưng mà ông Sena ăn hết tới nơi rồi anh em ạ. Khá là buồn nhưng mà không sao. Mày nè bọn chúng anh em. W 2 lần nữa này chết nè. Mày nè. Mình lên cái phong thần kiếm này là tại vì có nó cái nội tại anh em ơi. Bắn phát lại sẽ lâu quá. Khó chịu lắm. Một phát nữa nè. Ây da. Nhớ nó chạy vô trong bụi rồi. Bỏ thôi. Giờ nó hồi máu lên cũng cả cây rồi. Thì anh em nào muốn mình làm con gì trong URF thì đừng quên bình luận ở phía dưới nha anh em ơi. Tại vì trong đây là cấm chọn được á. Mình muốn chọn thì là mình chọn thôi. Anh em thích làm con gì thì mình làm tới bến nha anh em con đó luôn ấy.
thì đừng quên để lại một like ủng hộ mình nha. Xin kiểu anh em bấm đăng ký cũng như là bình luận để tăng tương tác nha. Thật sự là mình lên cái phong thần kiếm này là tên bạn muốn chạy thì cũng không chạy được đâu. Đấy, bắn cái slow. Như ông Sina ông đi đâu cái làm tôi gần chết luôn ông ơi. Sắp level 6 nè, sắp level 6 nè. Level 6 nè, level 6 nè, level 6 nè. Lùi tí, lùi tí, lùi tí. Hay. Sina đã đánh kinh đấy, Sina đã đánh kinh đấy. Không đùa đâu. 603 qua cái tem mình kìa anh em. Tem bạn giết được 2 mạng mà tem mình ăn 16, 18 mạng nha. What the fuck. Cái sự chênh lệch không nhẹ ở đây. Mình tưởng cái boss của mình là xanh lắm rồi chứ mà ai ngờ mid top đồ cũng như là mình xanh như nhau anh em à. Ở dưới boss của mình tổng cộng là ăn được 9 mạng, mình là 3 mạng hỗ trợ ông kia ăn 3 mạng đó là tổng cộng là 9 mạng đó anh em. Đấy. Tổng là 19 mạng rồi. Top mid đều xanh như nhau anh em ơi. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ lên cái build đồ one shot cho con người Zhin này nha anh em ơi. Cứ là về lay thì đồ nào của Zhin cũng one shot được cả. Nên thật sự là anh em lên sát lực, anh em lên chí mạng, hay là anh em lên tốc đánh, hay lên tốc chạy thì cuối cùng đồ nào cũng one shot được nha. Tại vì con Zhin này chỉ cần về lay, nó chỉ cần càng lên cấp cao là đam nó càng nhiều thôi. UREF level là như là max là 30 lần anh em à, nên rất là cao. Đấy, trời ơi, bắn tên nái luôn anh em ơi, úi xời. Mới kịp bật lên mà chưa kịp ngắm luôn anh em ạ. Chung là hơi buồn tí. Ôi mà tên mình xanh thế. Mình đang mới có 7 mạng thôi mà tên mình tổng là 24 mạng rồi. Anh em chơi cứ bình tĩnh thôi. Một trận nên chỉ có một ngôi sao thôi. Một trận, hai ngôi sao là không được nha. Hay quá, ông Sena đã biết chơi đấy. Ông Sena biết chơi tự đấy anh em ơi. Xử lý cũng được đấy. Tự nhiên lòi đâu ra con Sako anh em à. Mình bắn hồi chết Sena luôn kìa, yếu hiểu luôn. Né đi đâu. Né đi đâu. Anh cây xe là bắn khó chịu mày. Tao bắn mày bây giờ. Đâu rồi. Mình mới thấy nó bắn nè, đây đây đây. Con nợ này có máu bố mày hơi nhiều nha. Mày này double kill. Nhanh tay có thưởng, nhanh tay có thưởng bạn ơi. Kết cái gì người ta gọi là giúp đỡ đồng đội đó bạn ơi. Ơ sao cô. Mày nè. Mày nè. Ơ. Đâu nhờ. Ui sorry bạn. Mày đang nhắm thằng kia. Còn cái ma này bạn bình hơi nhiều nha. Cắm mắt hơi lỗi. Ê dầu. Cái thằng Soko này hơi ghét nó nha anh em. Cứ me của mình đúng không. Nó nè. Đây, ui what the fuck. Đâu đây thơ. Con nợ này muốn được không, muốn được không. Ui đông thế anh em ơi, không tài nào mà xử lý được á. Mình chưa có hút máu nữa, phải đâu có hút máu thì hơi xui được con ba được đấy. Đó phát nãy mình thấy Sako là ở dưới cái bụi này mà tự nhiên đâu lòi ra ở trên nữa anh em. Với cái bóng mấy người thiệt ở dưới nữa. Rồi nha, 3 món rồi nha. Mới phút thứ 9 thôi mà 3 món rồi thì nên biết cái trận đấu này đã có kết quả rồi đó. Phút thứ 9 thôi mà 3 món rồi anh em ạ. Giờ anh em cứ không cần biết kết quả nữa, anh em cứ đếm bao nhiêu viên là chết một đứa đi. Với tầm này thì một viên nào đâu rồi. Ui tôi bắn thằng này. Nó còn nhiều máu quá. Đấy. Sao cô đâu. Thằng cô này khó chịu thật anh em ơi. Lên đây. Lên đây. Mày. Ui nó vẫn kịp búp cái kiếm súng hay sao ấy. Cấu thật. Ok không sao. Chơi UREF nó phải vậy. Chơi UREF nó phải vậy anh em ơi. Rồi hiện nay là mình đang gần là 500 đam rồi, 450 đam hơn rồi anh em ạ. Rồi nha, 100% crit rồi. Giờ bắn cái nào là vô lòng cái đó luôn. Chạm nhau một phát thôi là nhớ nhau cả đời bạn ạ. Mã bên nhau bạn nhá. Tới này. Chúng ta mã bên nhau bạn nhá. Mày nè. Thấy chưa, đồ này cũng one shot được anh em ơi. Đồ này cũng one shot được anh em ơi. Chạy đâu con sâu này không trúng à.
Cái nãy mình bắn Sona là chỉ mới là viên thứ 3 hay sao đó em ơi, viên thứ 3 của Zin thôi đấy. Ở viên thứ 2 thôi em ơi. Mà đem đã như vậy rồi em ngửi viên thứ 4 đi. Đây 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 đây, để đồ test cho anh em xem. Đấy. Cái này là chưa full đồ nhá. Full đồ là chắc chắn là một viên là một mạng. 100%. Nhìn coi. Mã mình nhờ bằng nhá. Từ từ anh em cứ bình tĩnh, anh em cứ bình tĩnh. Anh em đừng có lù ra sớm như vậy. Ui tôi đang canh đó mà. Tôi còn tốc biến nè anh em. Cứ canh canh là thằng này. Ê, wow. W tầm 7 mà cũng ăn được mạng nữa anh em à. Game hơi dễ. Đánh giá game này hơi dễ nhá. Ui ông kia mày. Căng thế. Giờ mình tốc biến là mình bắn là mình chết luôn anh em. Ui tên bạn có nhiều. À, có máu kinh quá. Hay rồi. Số tường gió trí tuệ. Hay vậy số ơi. Tên bạn có nhiều có máu nhưng mà đừng quên tên mình là mẹ có đống gia su nha. Nó chẳng có tường gió tên bạn chỉ có khóc nhè thôi chứ chơi bời gì nữa bạn ơi. Lóc bắn quy rồi rồi. Hồi máu các kiểu chặn được hết nha. Rồi mình sẽ lên full chí mạng, full tốc đánh. Và cũng như là thêm một chút sốc đai đến từ cái vô cực và cũng như là cái phong thần kiếm ở đây mà. Nói chung đồ này cũng khá là ổn rồi. Đấy 575 đam. Hồi xưa anh em ơi là nó có một con rồng mà gọi là ăn con rồng là cũng tăng đam cả. Mà đủ hình như là 5 con rồng hay sao là tăng lên 1000 mấy đam, 2000 đam. Anh em nào mà xem URF thời xưa của mình thì anh em sẽ biết. Con Zin của mình lên được 1 đến 2000 đam là chuyện là quá bình thường luôn anh em à. Nhưng mà giờ là hơi khó tại vì nó đổi cái cơ chế rồng mọi anh em ơi, với lại đổi cơ chế tăng đam á. Mình giờ lên 1 đến 2000 đam thì cần phải trận đấu cực kỳ lâu để mình lên cấp cao anh em. À, không tốc biến tới anh em à. Yeso. Hey bạn ơi. Mình mới cấp level 12 à, phải level 18 19 gì á, mình đam nó mới kinh. Hoặc là 30 luôn á. Một bắn thấy không? Một bắn là một mạng thấy không? Dễ lắm anh em à. Một bắn là một mạng. Ui game đánh giá là hơi dễ nhá. Mấy ông này ra đây cứ một bắn là một mạng thôi anh em ơi. Cho tôi nào. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? À. Úi xời. Bắt phép bắt chúng mày cúp like cái chu rồ của con ấy rồi. Mày nè. Mày nè, mở bên nhau bạn nhá. Chạy không được đâu bạn ơi. Cái này là mình không lên hút máu nha anh em ơi, tại vì lên hút máu thì game nó lại dễ quá anh em à. Cứ lên hút máu cứ bắn một phát là hồn lại đài cây thì tên bạn là chỉ có đầu hàng thôi. Mình không muốn tên bạn đầu hàng sớm. Mình giết 2 mạng nữa là mình giết mạng gấp đôi thời gian nè. À, giờ phút 14 rồi, giờ phải giết 28 mạng, giờ 4 mạng nữa, 6 mạng nữa anh em à. Hơi khó nhờ. Ok, lên cái này để chống cái thằng lâu lâu tự nhiên một cái thế lực đen tối rồi đó nó xuất hiện sau lưng anh em à. Chung là hơi cũng hơi ngại cái thằng đó đó. Một cái thế lực siêu nhiên của đó mà ở đâu bọc sau lưng thì cũng toan đấy. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, đâu rồi. Ây da, cái thằng nó chạy đường hay thế. Không có tin được luôn anh em. Một bóng một mạng nào. Lên đây bạn ơi, lên. Ui. Sao đánh hồi còn có mình tôi căng 4 gì mấy ba. Đánh hồi luôn anh em ơi, tự nhiên mình còn có mình trong nhà đó. 4 đứa. Khó hiểu. Cái trận này Janna lên full phép, Sako full phép, Sona cũng full phép luôn các bạn ạ. Các bạn chơi có hơi lầy. Kamai của mình chơi cũng full phép luôn nè. Thường là trong cái trận này á, trong mấy trận URF này á, thường là Kamai sẽ full tăng anh em ơi. Mà đánh hồi cả mày nó phun phép luôn. Cũng được đấy. Vừa phép vừa tăng mày chơi gì là hơi cục rồi bạn ơi. Trận này Mafia cũng phun phép luôn anh em. Senna hình như cũng phun phép này. À Senna đam. Tụi Senna phép thì gọi là bình luôn cái bài này. Lên này. Đâu rồi. Một bắn thôi bạn ơi. Mình đang tìm kiếm mục tiêu anh em à. À, có mấy cái hộp này khó chịu thật chứ anh em. Ra đây, tôi đang giữ viên số 4 anh em à.
Ui nó lướt dép anh em, cái xô cái chân này búp nữa nó không bắn một viên chết được. À, cái thằng chân này chạy dép lên anh em à, đáng lẽ là mình bắn một viên chết luôn á, mà tự nhiên nó lướt rờ nó có dép, xong rồi thêm ông chân này full phép búp cái dép mày 1000 mấy dép nữa thì ai mà chịu nổi đây. Ui vẫn chết, quá tụi phát sao chết ta, sao chết nhờ. 26 mạng anh em à, nói chung là cũng được. Tay mình 61 mạng, mình ăn 26 mạng là cũng gần bằng nửa cái mạng cái tay mình rồi. Anh em mình tỉnh nha. Chơi cái này là vui nhất là phải là hành trên mạng đầu hàng anh em à, chứ đập nhà thì hơi bị bình thường. Đánh URF là phải hành như là ra bãi tên bạn luôn, tên bạn phải bắt buộc phải đầu hàng nếu không muốn bị nãy giờ không ai ăn rồng luôn sao anh em à, mà rồng đất mà cũng không ai thèm ăn nữa. À, thế lực siêu nhiên nè, thế lực siêu nhiên nè. À, đồng hồ cát thì thôi bạn ơi đi. Ui ui sao cô này hơi bị khó chịu luôn anh em. Chấm hỏi cái gì, heo cái gì, heo cái được đâu mà heo, tôi đứng xa như vậy vừa đồi heo với hái. Lên này rồi, xong bị đất lẻ rồi. Ui gần chết anh em ơi, đó là viên thứ nhất nha, đó là viên thứ nhất nha. Này easy viên thứ nhất thì nói chung là đam nó hơi ít, nhưng mà tự nhiên thứ hai trở đi y thế lực siêu nhiên này. Chạy thôi cũng hơi ngạn đó anh em ơi, nó cứ kích cái kiếm súng hết test xong rồi cứ e vào là mình chết chắc luôn á, khó chịu vãi. Đi kiếm mấy con Zena, Sona, Fru bắn thôi anh em ơi, chứ Sako đó cũng hơi ngại. Ok, 917 đam. Cái này nếu mà mình bán hết đồ mình lên full vô cực là chắc lên tầm được 1000 đam đó anh em ơi. Xong rồi ăn thêm mấy con rồng rồi lên level hai mấy nữa là mình chắc được 1500 đam á, tầm tầm đó. Nếu mình tính không nhầm. Tôi bắt lớn rồi, chơi lớn ở đây rồi. Ui! Ui, cái bồ kìa anh em. Trời ơi, tem tôi. Căng vách cái đấy. Cái này thì tem bạn nghỉ rồi. Cái này tem bạn chỉ có đầu hàng thôi chứ gì nữa anh em ơi. Phải combo trong truyền thuyết như này. Mà Faron 4-5 đứa, Yasuo ulti 4-5 đứa, quét sạch luôn anh em ơi. Cái gì? Ơ, thằng Sona nó chạy được kìa anh em. Nó chạy từ nhà nó qua nhà mình, giờ vòng lại nhà mình luôn. Có khi nào Sona nó chạy đường này, nó chạy về nhà nó luôn anh em. Huyền quá. Nó nè. Biết bao nhiêu công sức của bạn mà chạy vòng mấy ngàn km về nhà mình bắn một phát chết luôn anh em à. Chúng mày có hơi ức chế đấy. Game là dễ, cứ một bắn là một bàn. Mày nè. Mấy thằng Sako này. Ui gần chết anh em ơi, hơi nấy. Ơ bắn thằng bóng nó sao anh em ơi. Ây da, mình bắn thằng bóng đó anh em à. Tưởng là thằng người thật chứ. Nhìn xuống này chơi trò vậy. Hôm nay này chắc là hai bắn anh em, nhìn nó hơi trâu. Ra đây nè được bạn ơi. Mày này, ui chết nha. Nó nhìn này bút dép khó chịu thật. Không anh sót được anh em. Rồi cứ một bắn một mạng, cứ một bắn là một mạng. 35 sát Zin này bắn đã rồi chứ anh em ơi, quá đặc win luôn rồi đó. Ok, về Zin tất cả nha, và tạm biệt anh em, hẹn lại anh em ở đằng sau nha. Chắc là nhớ like và stream không nhé. Bye bye.